Thánh Thần. Chúa ở cùng anh chị em. Kính thưa cộng đoàn, cách riêng gia đình nhà Hiếu thân mến, cụ bà và những người con, những người cháu, những người thân yêu của cụ Du Xe Tùng. Giờ phút này, cộng đoàn chúng ta quy tụ nơi đây, nơi căn nhà thân yêu của cụ Du Xe, để dâng thánh lễ cầu nguyện cho cụ Du Xe. Xin Chúa đón nhận lời cầu nguyện của cộng đoàn chúng ta trong giây phút này, để xin Chúa là đấng giàu lòng thương xót đón nhận tôi tới Chúa vào nơi tràn đầy ánh sáng và bình an, nơi mà cụ Giuse cả một cuộc đời cậy trông, cũng như xin Chúa an ủi gia đình trong cái biến cố đau buồn này. Vậy thưa anh chị em, để lời cầu nguyện của chúng ta được Chúa chấp nhận, mỗi người chúng ta khiêm tốn nhìn nhận những yếu đuối tội lỗi của chúng ta, xin Chúa tha thứ để chúng ta dâng thánh lễ hôm nay thật sốt sáng. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều tiêu so. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, sau cái chết chỉ mình Chúa có thể ban sự sống. Xin giải thoát tôi tớ Chúa là cụ Giuse Trần Văn Tùng khỏi mọi tội lỗi, để kẻ đã tin vào sự phục sinh của Đức Kitô Con Chúa trong ngày sống lại cũng được hợp đoàn với Chúa trong vinh quang. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa trong sự hợp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Lời Chúa trong sách khôn ngoan, linh hồn những người công chính ở trong tay Chúa, và nỗi thống khổ của sự chết không đụng tới các ngài. Đối với mắt những người không hiểu thì các ngài đã chết, và việc các ngài ra đi bị coi là bất hạnh. Việc các ngài lìa xa chúng ta là rơi vào cảnh diệt vong, nhưng thật ra các ngài đang hưởng bình an. Dẫu theo mắt người đời thì các ngài chịu khốn khổ, nhưng thật ra các ngài vẫn tràn đầy hy vọng được bất tử. Sau khi chịu sự phạt chút ít, các ngài sẽ được hưởng muôn vàn ân phúc, vì Chúa đã thử thách các ngài như thử vàng trong lửa và chấp nhận các ngài như của lễ toàn thiêu. Đó là lời Chúa. Với cánh tay yêu
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Chúa Giêsu ngước mắt lên trời cầu nguyện rằng: Lạy Cha, những người Cha ban cho con thì con muốn rằng con ở đâu họ cũng ở đấy với con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang mà Cha đã ban cho con, vì Cha đã yêu mến con trước khi tạo thành thế gian. Lạy Cha, công chính thế gian đã không biết Cha, nhưng con biết Cha và những người này cũng biết rằng Cha đã sai con. Con đã cho họ biết danh Cha và con sẽ còn cho họ biết nữa, để tình Cha yêu con ở trong họ và con cũng ở trong họ nữa. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lạy Thiên Chúa. Lạy Cha, những kẻ Cha ban cho con thì con muốn rằng con ở đâu họ cũng ở đấy với con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang mà Cha đã ban cho con. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, đặc biệt gia đình nhà Hiếu thân mến, trong giây phút này con không dám giảng và có vài tâm tình với gia đình, đặc biệt với cụ Giuse Trần Văn Tùng. Thưa anh chị em, cụ Giuse Tùng trong mấy ngày vừa qua khi cụ nằm xuống, nhiều người nói đến lắm. Nào là chuyện Romeo và Juliet, mà tôi thấy đúng thế. Tôi chưa thấy bao giờ một người già ngồi chải tóc cho vợ. Rồi trước khi tôi dâng lễ, tôi bảo bà phải khóc anh ơi. Thế bà cũng bảo anh ơi. Rồi ông lo cho bà từng tí một. Tuyệt vời. Ngoài cái chuyện đấy, tôi được nhiều người nói đó. Ông bà đạo đức. Trong gần 3 năm con ở đây thì đúng đạo đức thật. Khi ông còn khỏe, bao giờ ông đến nhà thờ trước hết, rất sớm, rồi cứ chàng chuỗi mân côi lần hạt kính Đức Mẹ. Rồi đặc biệt ông ấy cứ gọi là mình cứ đặt cho ông ông cứ toàn mồi người ta xin tội không à. Ông cứ thấy ai đến nhà thờ xin tội không, xin tội không, nếu xin tội là chạy lên lầu 2 phòng 2.1 là bắt đầu gõ cửa, cho mình ơi xuống giải tội. Nhiều khi cũng bực mình, nhiều khi vừa ấy ngồi nằm nghỉ tí gõ cửa, có người xưng tội, tôi lại xuống. Rồi ông với lại bà với gia đình cũng có thể nói là hơi riêng tư một chút, dành cho tôi cái tình cảm khá đặc biệt. Rồi ông bà cứ lúc nào cũng bảo nhớ cha nhớ nha, chết cha làm lễ cho con. Thì hôm nay ông đã mãn nguyện rồi. Rồi hôm thứ năm tôi nghe thấy bảo là ông bỏ ăn,
để tôi xuống tôi thăm. Thế thì ông cứ giơ tay 10, tôi chả biết 10 cái gì. Thế là các cháu nó bảo cha Phêrô là hứa là ông ấy chết xin lỗi 10 cha dâng lễ. Thế thì ngày mai chắc cũng đủ 10 cha đấy. Cho có lẽ là cha Phêrô với tôi cử hành lễ an táng cho ông cuối cùng. Thế rồi ông lại còn đùa với tôi, ông cứ xoa bụng tôi thôi. Thì tôi bảo thế bụng ai to hơn? Thế ông ấy chỉ tôi bụng cha to hơn. Thế rồi chiều bắt đầu ông trở bệnh, thì tối cũng tầm giờ này còn xuống bàn bí tích sức dầu ban ơn giải tội, ban ơn toàn xá cho ông. Rồi từ đấy đi tối 9 giờ tối thứ sáu Chúa gọi ông về. Một cuộc ra đi đẹp. Bởi vậy mà lời cầu nguyện của Chúa Giêsu trong tin mừng ngày hôm nay an ủi chúng ta rất nhiều. Lạy cha, con muốn rằng những người cha ban cho con thì con muốn là con ở đâu họ cũng ở đó với con. Chắc chắn một điều, ông đã sống một cuộc đời 90 năm cuộc đời, biết bao nhiêu công phúc, biết bao nhiêu gương lành, biết bao nhiêu việc tốt ông đã làm. Giờ đây ông được chiêm ngưỡng vinh quang mà Chúa Cha đã ban cho Chúa Giêsu. Cho nên thưa anh chị em, trong giây phút này không phải là ca tụng, nhưng mà chính những việc làm, những gương sáng của ông khi còn sống đã cho chúng ta một bài học. Như bài đọc 1, linh hồn những người công chính ở trong tay Chúa, không nỗi cực hình nào đụng đến được các ngài. Ông đã cảm nghiệm được cái tình yêu thương của Chúa trong cuộc đời của ông. Cùng với cụ bà cố gắng để sống đẹp lòng Chúa, để muốn thuộc trọn về Chúa. Trong cuộc sống thưa anh chị em có nhiều khó khăn lắm chứ, nhưng mà ông bà vẫn giữ được cái hạnh phúc. Và đó cũng chính là cái gương sáng cho ba người con của ông bà. Rồi đến 90 tuổi, gần 70 năm hôn phối, thưa anh chị em, còn cả ông bà đó là một cái niềm hạnh phúc lớn lao vô cùng cho những người con, cho những người cháu. Và chắc chắn sự ra đi của ông cũng để lại cho cụ bà một sự trống vắng. Chắc chắn khi ông ra đi, bà khóc nhiều lắm, khóc rất nhiều, giống bài thơ của Đức Cha Vũ Duy Thống, bài Đôi Dép ấy, anh chị em thấy không? Giờ mất chiếc còn chiếc. Thế nhưng mà mỗi lần con xuống bà khóc, con bảo không được khóc nữa, đọc kinh cầu nguyện cho ông về thiên đàng, ông cầu nguyện cho bà. Thì bà lại thôi, bà không khóc nữa. Cho nên hôm nay cộng đoàn chúng ta quy tụ nơi đây rất đông đảo để cầu nguyện cho cụ Giuse Trần Văn Tùng. Xin Chúa thương xót người tôi tớ Chúa suốt cả một cuộc đời tin tưởng cậy trông vào Thiên Chúa. Thế nhưng thưa quý bà anh chị em, trước nhan Thánh Chúa không ai dám tự hào là mình đã hoàn thiện, nhưng chỉ biết khiêm nhường cậy nhờ vào lòng thương xót của Thiên Chúa. Vì chúng ta nhớ, nếu Chúa chấp tội nào ai chịu nổi được ư? Xin Chúa là đấng thương xót đón nhận và tha thứ những lỗi lầm mà cụ Giuse khi còn sống đã vướng phải, để cho cụ được vào nơi tràn đầy ánh sáng và bình an như lời Chúa Giêsu cầu nguyện trong tin mừng hôm nay. Con muốn rằng con ở đâu thì những người cha đã ban cho con cũng ở đó với con. Xin cho linh hồn cụ Giuse Trần Văn Tùng được nghỉ yên muôn đời, và cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên linh hồn Giuse.
Amen. Lạy Chúa, 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 anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Thiên Chúa toàn năng và hay thương xót, chúng con lại xin Chúa dùng những hy lễ này mà rửa sạch linh hồn tôi tới Chúa là của Giuse Trần Văn Tùng trong máu Đức Kitô. Để kẻ đã được Chúa thanh tẩy bằng nước rửa tội cũng được Chúa không ngừng làm cho nên tinh sạch nhờ ơn tha thứ của lòng từ ái Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì một mình người đã chịu chết để chúng con khỏi phải chết, hơn nữa một mình người đã đói thương chịu chết để chúng con được sống luôn mãi cho Chúa. Vì thế hiệp với cộng đoàn các thiên thần, chúng con ca ngợi Chúa và hân hoan tuyên xưng rằng: Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa càng đạo vinh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời. Chúng con đang ngờ đến nhân danh Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời. Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình người, cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa cứu thế, Chúa đã dùng thánh giá và sự phục sinh của Chúa để giải thoát chúng con. Xin cứu độ cho
Vậy lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cần Chúa tôn nhân và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con ghi thông quần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến Hội Thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn Hội Thánh trong Đức Mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giám Mục Giuse, Đức Cha Phụ Tá Giuse giáo phận chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Lạy Chúa, xin nhớ đến tôi tớ Chúa là cụ Giuse Trần Văn Tùng, mà hôm nay Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa nâng đỡ an ủi cụ bà, những người con, những người cháu, những người thân yêu họ hàng của cụ Giuse trong biến cố đau buồn này. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly chuẩn trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy đều vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ, các thánh tử đạo tại Việt Nam và toàn thể các thánh đã sống đều lòng Chúa qua mọi thời đại và cùng với các ngài. Chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng, lệnh Chúa cứu thế và theo thế thức người dạy chúng ta giam nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sang, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cho để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin Chúa đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa, xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền trị muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em chúc bình an cho nhau. Lạy Chúa, đây trên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngỡ vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Xin mình máu Thiên Chúa Kitô gìn giữ chúng con cho chúng con được sống muôn đời. Oh.
được sự cho phép của cha chủ tế Giuse. Giờ đây gia đình chúng con xin có lời cảm ơn. Trọng kính cha phó chủ tế, trước tiên cho gia đình con, thay lời cho mẹ của con và đại gia đình tăng quyến đang hiện diện nơi tư gia một cách đặc biệt vì lý do đang trực tuyến, vì các con, các cháu, các chắc vì hoàn cảnh không hiện diện được nơi tư gia ngày của ông, của cụ ra đi. Con xin được thay lời cho mẹ của con và gia đình tang quyến, trước nhất xin cha Giuse truyền lời cảm ơn của gia đình con đến cha Chánh xứ Phêrô đã tạo mọi điều kiện cho gia đình con trong thánh lễ tư gia này. Kế đến, con thay lời cho mẹ và gia đình tang quyến chân thành cảm ơn cha, một nghĩa cử cao đẹp của người mục tử vì đoàn chiên. Cách riêng, gia đình chúng con cảm nghiệm được rằng niềm vui của gia đình là niềm vui của cha, nỗi đau của gia đình là nỗi buồn của cha, nên cha đồng cảnh với gia đình con trong mọi lúc khi ba con còn sinh thời, đặc biệt khi nhắm mắt xuôi tay về với Chúa. Cha đã đến an ủi, cầu nguyện và xoa dịu những vết thương lòng khi gia đình chúng con mất đi một người chồng, một người ông, một người cố trong gia tộc. Gia đình con nguyện ghi khắc công ơn này của cha dành cho gia đình con. Gia đình con cũng cầu chúc cho cha luôn luôn dồi dào sức khỏe, đặc biệt chuẩn bị một sứ vụ mới. Gia đình chúng con xin chân thành cảm ơn cha. Kính thưa Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Tân Thái Sơn, Ban trị sự điều hành giáo họ Gioan Bautista, cho phép con được thay lời cho gia đình tăng quyến. Chân thành cảm ơn Hội đồng Mục vụ và Ban điều hành giáo họ Gioan Bautista đã đồng cảm với gia đình con khi gia đình con gặp tang chế mất mát này. Xin nhận nơi gia đình con tấm lòng biết ơn. Kính thưa cả đoàn các bà mẹ công giáo của giáo xứ Tân Thái Sơn, xin nhận nơi gia đình con lòng biết ơn. Đặc biệt ngày hôm nay quý vị đã tham dự thánh lễ và dùng lời kinh, tiếng hát để cầu nguyện trong thánh lễ hôm nay được thêm sốt sáng. Đúng người ta nói, một lời hát bằng hai lời cầu nguyện. Thánh lễ hôm nay thêm phần sốt sáng trang nghiêm, chúng con nhận được sự yêu ái nơi ca đoàn. Kính thưa quý vị quan khách xa gần, con xin thay lời cho gia đình cảm ơn quý vị đã dành những thời gian ngọc ngà để đến với tư gia chúng con tham dự thánh lễ tại gia để cầu nguyện cho ba của con, và đây cũng là thánh lễ cuối cùng của ba con nơi gia đình này để rồi trở về với lòng đất. Con nguyện ghi khắc những công ơn của quý vị đã dành cho ba con, cách đặc biệt cho gia đình con trong những lúc mất đi chồng, người ông, người cố. Và quả thật người ta nói sống trong bể bạc kim cương không bằng sống giữa tình thương gia đình. Được giáo xứ Tân Thái Sơn chia sẻ trong những lúc này làm cho gia đình con vơi bớt đi rất nhiều khi gia đình con mất đi một người thân. Vậy một lần nữa con đại diện cho mẹ của con cùng tất cả các con, các cháu, các chắt, các chút hiện diện nơi đây hoặc không vì hoàn cảnh không hiện diện được, xin đa tạ quý vị, xin nhận nơi gia đình con khấu đầu bái tạ. Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, được nhận lãnh bí tích của con một Chúa đã phục sinh trong vinh quang sau khi hiến tế chính mình vì chúng con. Chúng con khẩn quản này xin Chúa cho tôi tớ Chúa là cụ Giuse Trần Văn Tùng
khi đã được tẩy sạch nhờ các mầu nhiệm vượt qua, sẽ được vinh hiển nhờ hồng ân phục sinh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Trước khi ban phép lành cuối lễ, một lần nữa xin thay lời cho cha chính xứ, các cha phó, quý chức hội đồng mục vụ giáo xứ cùng cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Tân Thái Sơn, xin chia sẻ với cụ bà và gia đình, đặc biệt với người con gái của ông Tùng đây, cũng đã cộng tác với giáo xứ trong cương vị làm trùm kháo khu du 2. Vì thế xin chia sẻ với gia đình, xin tiếp tục cầu nguyện cho cụ Giuse, và tôi tin chắc rằng cụ về bên Chúa, cụ sẽ cầu nguyện rất nhiều cho bà, các con, thì trong đấy chắc có tôi với lại cha Phêrô, các cha nữa và cộng đoàn giáo xứ. Vì thế xin chia sẻ với gia đình. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.